Bất cứ nấu gì ăn được chứ. Chết. Tính má rồi. Này. Này. Mất thì nhiều rồi. Này. Không phải đâu. Này 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 cho đi. Cho đi. Chị không lấy nữa. Không chịu ăn thì còn bắt cơm. Nó sợ bà vừa nó chưa quen. Ăn. Này. Coi ngã con. Chùi. Muốn ăn nhưng mà sợ người lạ không dám leo lên đâu. Hắn bám man ra bà vườn à? Hả? Hắn nhai một hồi. Hắn để sang hai bên xong rồi tí để kiểu chơi chơi vậy xong rồi rảnh rảnh là không ai cho nữa là đẩy ra ăn lại. Ừ. Mới ăn kiểu để dành nhá. Đó. Này, dựng ghế như gì? Đây ghế con này. Bắt hết đây thôi, đừng nữa được có thể ăn. Này. Ăn thì ăn có thế. Đây này. Đâu rồi? Đây này. Thầy chìa ra cho mặt cơ mới thấy cơ, còn không nhìn thấy là thôi đi. Cuốn này. Bà phải cho nó sẵn mặt cơ nó mới chịu. Này này này. Ăn đi, trong mồm ra đi.